À, xin Rồi chào mời anh Mạnh, năm phòng năm bác phòng. Phú ạ, à, các anh chị em chị Thành. Hôm nay là ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tất nhiên chúng ta sẽ dành nhiều thời lượng để cũng phải nói về cái gọi là cái thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi vì những người đó, họ quan tâm nhiều thì họ sẽ hiểu nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng mà sau này thì cái việc mà tuyên truyền người cũng có nhiều cái nó làm cho sao nhãng bớt đi, cho nên là cũng nhân cái buổi hôm nay thì anh em mình gặp nhau trao đổi thì cũng mỗi người có một cái quan điểm riêng, cách nhìn nhận riêng, cái tình cảm riêng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh đó. Thì trước tiên thì nói tới Chủ tịch Hồ Chí Minh là chúng ta nói đến một cái vị có một cái công lao rất là to lớn đối với dân tộc Việt Nam. Mà hôm nay chúng ta ở đây thường chúng ta nói với nhau là thời đại 4.0 hay 5.0 gì đó, nó thuộc về cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Còn chúng ta ở đây nói theo một cách lịch sử thì chúng ta đang sống ở thời đại Hồ Chí Minh. Bởi vì chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945, năm 45. Thì chúng ta thấy đó là vậy thì cái thế hệ chúng ta, thế hệ con cháu phải có trách nhiệm nhớ ơn với những người đi trước, và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không thể quên ơn được, chúng ta không thể quên ơn được. Và lịch sử đã ghi chép đầy đủ rồi, mới đây thôi chứ không phải thời Hùng Vương hay đâu xa đâu. Cho nên ai còn chưa hiểu, chưa rõ thì chúng ta có thể tìm hiểu những cái trang chính thống về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứ đừng nghe cái luận điệu xuyên tạc của cái đám chống phá. Tụi đó thì chỉ biết chống phá thôi, và nó chống phá bằng mọi cách dơ bẩn nhất. Đó. Thì trở lại với sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi xin phép, nãy giờ cũng chưa không biết là các anh đã nói như thế nào, đã có cái tình cảm của mình như thế nào để dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng riêng bản thân em nhìn nhận thì chúng ta quay lại, trở lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy vì sao chúng ta có rất nhiều anh hùng giải phóng dân tộc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người đặc biệt nhất, cá nhân tôi đặc biệt nhất trong tất cả các vị anh hùng đó. Là vì sao? Trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước thì chúng ta thấy ở đất nước mình là một cái dân tộc gọi là yêu chuộng hòa bình và không bị khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào, đã có hơn 4.000 năm. Thì các cái vị tiền bối chúng ta thấy đó, Em giống sớm như là nghỉ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng đó, cũng đứng lên để mà lãnh đạo nhân dân, em chào rồi anh Chu đánh Phan. đuổi thực dân Pháp. Rồi, cảm ơn. Chào anh. Đánh đuổi thực dân Pháp, nhưng mà hầu như chúng ta đều thất bại, đúng không? Bị thực dân Pháp họ đàn nó đàn áp dã man đó, cho nên là hầu như là các cái cuộc khởi nghĩa đó đều thất bại. Thì đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm được nước, tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh không lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo quần chúng để đứng lên chống Pháp giống như các vị tiền bối kia? Là bởi vì Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy được, người thấy được cái việc đó nó không đem lại kết quả, đúng không? Cho nên người phải ra ra đến tận cái mẫu quốc, tận nước Pháp á, cái bọn nó gọi là mẫu quốc á, để xem đó, để tìm cho mình một con đường mà giải phóng dân tộc, chứ không đi theo vết xe đổ của các vị tiền bối trước. Và người đã bôn ba 30 năm ở hải ngoại đó, đi châu Âu, châu Phi, châu Mỹ đó, châu Á, nói chung là đi rất nhiều nước để tìm, để hoạt động. Và cái thời gian đó người đã tiếp cận được cái gọi là cái chủ nghĩa Mác Lênin, và từ đó thì người đã giống như là ngộ ra một cái chân lý, và đó chính là cái kim chỉ nam cho đảng và cho dân tộc chúng ta đó, đến đến tận bây giờ. Thì chúng ta thấy muốn giải phóng được một cái dân tộc thì người đã phải bỏ đến 30 năm tuổi trẻ của mình
bôn ba khắp các nơi, và người đã thành lập. Chứ trong nước thời gian đó thì có nhiều tổ chức đảng. Chúng ta nói là Việt Nam đa đảng này kia, nhưng mà ngày xưa chúng ta có nhiều tổ chức đảng rồi, đã từng đa đảng rồi. Đó thì người đã về Hồng Kông, họ hồi xưa gọi Hương Cảng đó, rồi mới hợp nhất được những cái tổ chức mà tổ chức đảng ở trong nước đó. Đó, bởi vì họ có đảng, có hoạt động nhưng mà nó chưa có một cái đường lối đúng đắn, cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hợp nhất và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó, có chính cương, có điều lệ, có đầy đủ hết. Đó, có đường đi nước bước. Đó, và cái kết quả thu được là gì? Là cách mạng tháng 8 năm 1945. Đúng không? Chúng ta khai sinh ra được nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà trước đó trên bản đồ thế giới Việt Nam không hề có. Việt Nam chỉ là một cái nước thuộc địa An Nam của địa của Pháp thôi. Đó, vậy thì công lao của người ở đâu? Rõ ràng người đã là cái người ra khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Rồi sau đó ít lâu thì chúng ta là người lại thành lập một cái đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đó là tiền thân của đội quân đội nhân dân Việt Nam, bây giờ có 34 đồng chí thôi. Năm 1944, 10 năm sau, cái đội quân ấy nó lớn mạnh đến mức mà đánh đuổi thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ. Chỉ có 10 năm, nếu Đảng Bác Hồ không được nhân dân ủng hộ thì làm sao có một cái đội quân hùng hậu chỉ trong vòng 10 năm đánh đuổi một thực dân thuộc dạng sừng sỏ nhất nhất nhì thế giới thời điểm đó, với dân tộc lạc hậu nhỏ bé nghèo nàn bị đàn áp, tại sao lại có thể làm được cái chuyện chấn động địa cầu như vậy? Đó chính là sự ủng hộ của lòng dân, đó chính là con đường đúng đắn mà người đã lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ có con đường đó, tại vì trước đây chúng ta thấy rất nhiều vị tiền bối yêu nước nhưng mà đều thất bại, bởi vì chúng ta chưa tìm ra được một con đường đúng cho dân tộc, và cái con đường đó chúng ta đã đi đến tận hôm nay, và chúng ta thấy cái kết quả, cái thành tựu chúng ta đạt được, đồng ý nó rất nhiều gian nan. Đó, chúng ta có chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, rồi chúng ta ký được cái hiệp định Paris, Pháp coi như là đầu hàng vô điều kiện, công nhận cái nền hòa bình độc lập cho cả bán đảo Đông Dương. À, quên em nói. Hiệp định Geneva năm 1954 thì đó. À, chúng ta đúng ra là Việt Nam đã có hòa bình ngay cái thời điểm đó rồi. Chúng ta tạm thời chia đất nước ra làm đôi, chia cắt ở cái vị tuyến 17 nha, chứ không phải là tạm thời chia để chờ 2 năm tổng tuyển cử, 2 năm sau tổng tuyển cử, là chúng ta chắc chắn sẽ có một đất nước Việt Nam độc lập từ cái thời điểm đó. Nhưng người Mỹ họ không có thực hiện cái hiệp định Geneva đó, và họ dựng lên cái chính quyền bù nhìn ở miền Nam. Đó, gọi là chính quyền bù nhìn tay sai gì đó, chúng ta gọi rất là nhiều cái từ đó. Thì rõ ràng chúng ta thấy, và chúng ta tiếp tục trường kỳ kháng chiến đó, tiếp tục chúng ta bao nhiêu năm sống trong gọi là bị đô hộ áp bức, nhưng mà chúng ta vì lý tưởng, vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, chúng ta lại tiếp tục lớp lớp cha anh chúng ta lên đường đó, để mà cái mục tiêu cuối cùng là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bởi vì chúng ta không cam chịu làm nô lệ, chỉ có những kẻ vô đạo đức, kẻ tay sai mới chịu làm nô lệ cho ngoại bang thôi. Cái nhân dân Việt Nam, những người con cộng sản, họ không bao giờ chấp nhận cái việc đó, cho dù có hy sinh đó, mà thật sự là chúng ta hy sinh rất nhiều để mà thống nhất được đất nước. Bởi vì đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không có ai có quyền được chia cắt đó. Và cái kết quả thì chúng ta đã đạt được. Rất buồn là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không sống được đến ngày miền Nam thống nhất đó, nhưng mà cái ý nguyện của người đã thôi thúc những cái di sản người để lại, đã thôi thúc con cháu tiếp tục con đường cách mạng của người, của Đảng Cộng sản. Và chỉ 6 năm sau chúng ta đã thống nhất được đất nước. Cái di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại nó vô cùng to lớn, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, là phẩm chất đạo đức cách mạng,
mà thế hệ sau này chúng ta vẫn phải tiếp tục học học và làm theo, chứ chúng ta không thể làm giống được, không thể bắt chước được. Bởi vì dân tộc Việt Nam 4.000 năm thì chỉ có một mình Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật đặc biệt nhất đó, chúng ta chỉ có làm theo và làm được tới đâu thôi. Các cán bộ lãnh đạo bây giờ có thực hiện cái việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và học như thế nào đó thì và công ở trong nước thì vậy, nhưng mà thế giới họ cũng công nhận mà, năm 1990 họ đã có cái nghị quyết công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và là danh nhân văn hóa của thế giới đó. Những cái nước UNESCO là ai, là những cái nước tư bản thôi, buộc họ buộc phải công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi vì cái sự vĩ đại của người nó quá lớn, không thể lấp liếm, không thể mà xóa nhòa được. Em xin có ý kiến thêm một chút về cái vaccine. Thì đương nhiên chúng ta đang ở cái tình huống cấp bách, chúng ta bắt buộc phải nhập, đó là vì cái vì cái sức khỏe của người dân. Còn chúng ta vẫn hiện tại chúng ta vẫn đang nghiên cứu và sản xuất vaccine, vì cái dịch Covid này chúng ta biết rồi, nó không thể hết mà nó tồn tại mãi với loài người, cho nên bắt buộc chúng ta phải có vaccine để chúng ta chủ động và tiêm cho những cái thế hệ sau này nữa. Còn chúng ta mua hiện tại là mua để cho cái giải pháp là cấp bách thôi nha. Cái đám chống cộng nên chống phá nên 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 mở cái não ra suy nghĩ. Thì nói em nói thêm một chút đó. Còn về bây giờ em xin đánh giá một chút nè. Bây giờ tụi nó thì hay đem cái đám cờ vàng bên Cali mấy cái hải ngoại ra so sánh với đảng cộng sản, với đất nước mình, thì thật sự nó không có cái gì, không có một cái vé gì để so sánh. Thì bây giờ em lấy cái đám chống phá bên Cali em so với những người mà ở Trung, người Trung Quốc á, người Hoa bên Mỹ á, thì có vẻ nó phù hợp hơn đúng không? Cũng là cái gọi là cái dân tộc ở châu Á sang định cư bên Mỹ, để xem coi cái đám chống phá này nó có so được với cái người Hoa ở bên Mỹ hay không. Đó, bây giờ em so vài cái thôi, vậy nói chung là rất nhiều thứ để so, nhưng mà một vài cái chính để thấy được là cái đám chống phá này nó kém cỏi như thế nào khi mà nó ở bên Mỹ gần nửa thế kỷ, và nó làm được cái gì trong khi nó luôn nó chỏ mỏ vào Việt Nam để nó xuyên tạc bị đặt. Bây giờ em nói nè, thứ nhất về kinh tế đi, thì rõ ràng chúng ta Xin lỗi thấy cái người Hoa, văn kinh viên không, xi mấy cũng là cái đằng cũng là một cái hoa sẽ nở, cũng là một văn kinh viên thì xi mấy đã lên trên diễn đàn của mình rồi. Ok, tôi xin mời nó không. Em nói về kinh tế trước, thì các bạn thấy là cái người Hoa ở bên Mỹ họ làm kinh tế như thế nào các bạn? Họ bên Mỹ hiện tại thì cái người Hoa họ họ đã có hàng trăm cái doanh nghiệp lớn nhỏ, thì cái số số lượng người Hoa thì khoảng hơn người 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 Việt khoảng 1 triệu người, nhưng mà cái số mà họ làm kinh tế thì bây giờ họ có hàng trăm ngàn cái doanh nghiệp á. Họ mỗi năm họ thu tới hàng tỷ tỷ đô rồi, trong khi ở Việt Nam được bao nhiêu doanh nghiệp, cộng đồng người Việt ở bên Mỹ được mấy ông tỷ phú, ngoài cái ông Hoàng Kiều bây giờ cũng coi như là không thấy nhắc đến nhiều nữa, mà ông Hoàng Kiều ông giàu cũng nhờ ông làm ăn với người Hoa đó, chứ còn lại thì toàn là đi lao động phổ thông thôi, rồi những cái người mà lười nhác mà nằm ngửa ăn sẵn ở Việt Nam quen thì qua đó giờ làm gì, làm homeless kìa, đầu đường xó chợ kìa đó. Đó là nói về cái kinh tế. Còn về chính trị thì người Việt đã làm được cái gì cho nước Mỹ, trong khi người Hoa vừa rồi họ còn còn là ứng cử viên cạnh tranh cái chức tổng thống Mỹ kìa, đại dân chủ nó cử rồi. Rồi những cái nghị viên thượng nghị sĩ hạ sĩ người Hoa nó đầy, còn người Việt có ai không, được mấy cái ông dân biểu làng nhàng ở địa phương thì em đã khoe khoang tự hào đó, rõ ràng chưa anh. Về chính trị các vị cũng không là cái gì ở nước Mỹ hết. Còn về quân sự thì có vài gì ta, mấy ông tướng mà làng nhàng, tướng cấp thấp á, thì tướng nó có bốn cấp mà, thiếu tướng, trung tướng, tướng đại tướng, thì mấy ông tướng Việt Nam được mấy thiếu tướng thôi, mà cái dạng thiếu tướng ở trong quân đội Mỹ thì nó có hàng ngàn, cũng đem ra khoe khoang của cha, đó là
người Việt là nó làm thiếu tướng ở bên bên Mỹ, nhưng mà cái thằng thiếu tướng đó mà Mỹ nó đem nó giao cho cái súng mà đem về bắn lại quê hương đất nước thì nó sẵn sàng nó bắn, bởi vì nó đang ăn lương của Mỹ trả mà, nó có cái gì để tự hào đúng không? Ngu Khánh quá. là ngu lắm Khánh ơi, anh nói cho em biết là em ngu lắm. Người ta đánh thuế, thuế cho xe hơi là thuế tiêu thụ đặc biệt, để những cái mặt hàng đặc biệt ngoài xe hơi còn có rượu bia thuốc lá nha Khánh, để sao họ để bảo hộ cho cái ngành sản xuất ở trong nước cái này Khánh à. Cái nước nào ở trên thế giới cũng vậy cháu ạ, cũng phải đánh thuế hết. Người ta nhập khẩu, xuất khẩu phải đánh thuế. Mà không đánh thuế thì mày thì cháu sẽ Bây giờ sống không ở trong thuế thì đất nước nào mà đúng rồi, những cái công ty trong nước cái chết dưới tụi kia, mở cái cháu Khánh não đi ra. hỏi trúng trúng ngay chuyên gia ô tô dưới cháu Khánh này. Đó rồi, thôi tôi nói vài câu để biết thôi, là em nói về về vấn đề chính trị, rồi bây giờ về khoa học kỹ thuật, người Hoa với người Việt, người Mỹ nói Việt bên đó đi. Thì hiện tại cái người Hoa họ đã đạt được 7 cái giải Nobel cho nước Mỹ rồi, trong khi cái người Việt đó đã đạt được cái giải nào chưa hả? Hay là sản xuất được cái tàu thủy chạy trên tàu chiến chạy trên bờ đó, sắp tới chắc ứng cử giải Nobel rồi đó. Còn về văn hóa thì sao, người Hoa họ đi tới đâu họ luôn giữ cái văn hóa của cái người Trung Quốc đó, bản địa. Họ qua Việt Nam hơn 300 năm, cái người người Hoa ở quận 5 kìa các vị, lên xem họ vẫn giữ được cái tiếng nói chữ viết đó, một bao nhiêu rồi, hơn 300 năm họ vô còn trước Nguyễn Hữu Cảnh nữa. Trong khi người Việt qua bên Mỹ mới có vài năm thôi, nói lơ lớ, nghe muốn tán gì mỏ. Con cái đẻ ra ở đó thì hầu như là không biết nói tiếng Việt đó. Vậy cái nguồn gốc mình ở đâu, mình yêu nước yêu cái gì đó, mai mốt các vị chết đi rồi con cái các vị nó về Việt Nam nó nhìn nó giống như là nhìn ở cái hành tinh khác, nó không biết nguồn gốc tổ tiên nữa, biết nói tiếng Mỹ thôi chứ tiếng mẹ đẻ là nó thua rồi đó. Thử hỏi các vị yêu nước, các vị luôn nghĩ về cái đất nước này mà trong khi các vị không biết dạy dỗ con cái các vị đó, nó phải hướng về nguồn cội, hướng về quê hương kìa đó. Các vị qua được mấy năm các vị nói còn lớn lớn về Việt Nam, nói Việt kiều các vị thấy rồi đó, anh em mình ở đây ai không biết nói, là phải lơ lớ lớ mới giống kiều nhìn ngứa tai. Nhưng mà thôi, nói để thấy các vị yếu kém lắm, các vị chẳng làm được cái gì cho nước Mỹ, thì các vị đừng bao giờ mơ là về Việt Nam để giúp cái dân tộc này là phải phát triển kinh tế, phải ngang bằng với các nước trên thế giới này nọ. Miệng lưỡi các vị cũng may là các vị còn biết nói, các vị biết xài Facebook, cho nên các vị lên các vị cào phím. Còn các vị là một cái tổ chức, một cái tập hợp những cái con người vô dụng, tôi nói thẳng chỉ có một vài người họ họ chịu làm ăn, tôi không nói hết, chỉ những cái kẻ cờ vàng chống cộng thôi, còn những cái người mà họ chịu làm ăn, chí thú làm ăn, họ hướng về Tổ quốc là những cái người họ làm ăn, họ có tiền và họ về đất nước, họ mới thấy được đất nước thay đổi như thế nào, họ mới trở nên yêu nước. Còn những cái kẻ mà chống phá, đói há mồm há miệng, lãnh trợ cấp quê phe thì tiền đâu mà về đó, không có tiền về thì được là bắt đầu suy nghĩ về cái đất nước của mình, nơi mình sinh ra nó thiển cận, nó ngu xuẩn, cứ nghĩ là Việt Nam bây giờ vẫn giống như là cái thời mới giải phóng đúng không, hoang tàn đổ nát vậy đó. Nhưng mà xin lỗi các vị giờ về Việt Nam các vị không có vé gì hết, nó đi lủi 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 giống như là ăn trộm vậy thôi, chui chui rút rút chứ không dám ngang giống như là đường đường chính chính đâu. Cộng sản giờ họ khác xưa em nhiều lắm rồi, để nói ra để so sánh để thấy các vị, nếu các vị là một công dân Mỹ đó, các vị muốn đóng góp cho nước Mỹ thì các vị hãy làm đi, làm đi là cái người Việt ở trong nước người ta mới thấy là các vị là những cái người có tài, các vị giỏi, thì các vị nói người ta mới nghe, hiểu không? Còn các vị toàn là những cái kẻ đầu đường xó chợ rồi gì lang thang,
rồi ăn quê phê, nói ai nghe? Không ai nghe hết.